Xin chào buổi tối mọi người. Này, cái đám mưa đầu mùa á, đây mưa rất là lớn luôn nè, mấy tiếng đồng hồ á, mưa nổi nước hết trơn á. Đó, hiện tại bây giờ đây, đây giờ mùa mưa nè. Đấy, anh em mới thấy tác dụng của cái việc mà xử lý đáy chậu nè. Đó, này mưa ầm ầm luôn á, nói chung là mưa mấy tiếng đồng hồ luôn á, cái chậu vẫn ráo trơn á, rõ nước ngon lạnh trơn à. Đó. Rõ nước ngon lạnh trơn á, nó chảy ra rõ rõ trơn à. Đó. Cái này chắc trồng là có trộn đất vô luôn ha. Đó. Vì trồng cái cây nè, đây anh em xem ha. Thực tế nè, bây giờ là cái thứ về việc tác dụng mà lót đá xanh nó phát huy tác dụng nè. Đó. Hiện tại nếu mà cái cây của anh em mà nó chưa, cái bộ lá nó chưa có mạnh á, chưa có ra nhiều á, mưa dập chừng hai đá mà nó ngợp á, nó vàng lá vàng bạc trơn à. Đó. Còn cây mình không có lo gì đâu nha. Mưa cỡ nào mưa đó. Ta vô cây nè, mưa ta tưới cỡ nào tưới không có lo đó. Khỏi có đi canh nước canh niếc gì mất công đó. Rất là khỏe. Đợt lá thứ hai bắn nè, này mưa càng nhiều thì càng khoái. Cái này thì kinh nghiệm của mấy anh thành phố chỉ mình á, chứ mình nói lót lúc trước á, lót gì cho mệt á, mấy anh kinh nghiệm anh đi trước rồi, mấy anh làm mà tứ quý mai vàng vậy đó. Đấy, mấy anh chỉ á, cả chục năm chỉ là chỉ có phương pháp đơn giản này thôi đó. Về mình học á, mình học rồi rồi mình chỉ lại anh em đó, đừng có làm biếng á. Đó, cây lớn cây nhỏ mình cũng làm hết nè. Nhiều khi anh em vô xem kênh mình á, có một chuyện nói hoài mà thực tế á, đó người ta nuôi cây thì chỉ có nhiêu đó thôi đó. Rồi bắt đầu nuôi mạnh á, phân thuốc coi nó như là cái phụ thôi á. Đó, mình làm mình kiếm tiền được, anh em làm anh em chơi vui được, anh em làm vẫn có thể kiếm tiền được á. Đó, nuôi được kiếm tiền được, nuôi được có niềm vui á. Rồi cái chuyện làm đẹp á, tính sao á, nuôi cho sống đi. Đó, làm đẹp thì bắt đầu làm theo hình mẫu á. Nuôi cây Bình Định nè. Đó, về miền Nam á, đây mình vẫn xử lý bằng lót đáy luôn, lót bằng đá xanh á. Giờ thì mình mua được mấy chiếc xe đẩy xe kéo đâu đó. Đó thì cái này nhẹ nhàng á, nói chung là chậu 9 tấc á, chắc nó nặng mấy trăm ký, 300-400 ký gì đó, rất là nhẹ nhàng á. Giờ mình không có sợ nữa. Nói chung là làm đồ nặng nề á thì có phương tiện nó giúp hết trơn à. Rồi, sẵn anh em nào ở bên Chợ Lách á, Chợ Lách mấy anh em ở Chợ Lách Tiền Giang nào đó, anh em có mua xe này á, nói chung nó tiện dữ lắm, tiện á. Trước mình không có biết á, mua tầm xàm bá láp không à. Đó, mua xe này á, người ta sản xuất là chịu lực là 1 tấn nè. Đó, cái này thì mấy anh em ở chợ này người ta làm bên cái bè Tiền Giang á, ủa cây lậy Tiền Giang á, ở cây lậy Tiền Giang ở ngay chỗ gần chỗ Phà Ngũ Hiệp á. Số điện thoại nằm dưới đây nè, để mình lật lên cho anh em xem á. Để mình lấy cái điện thoại ra mình lật cho anh em xem á, nên nào có mua thì không có chạy vòng vòng với mình á. Này của ông anh, ông làm nghề kỹ cắm chỉ mình thôi. Này sẵn đây thì mình cho anh em chỉ cho anh em chỗ mua á, chỗ Tính Thành nè, 0973698600 á. Anh em là coi ông rõ chụp màn hình lại á. Tính Thành á, 0973698600. Đó, mấy cái này chuyện mấy cây nặng nề thì chuyện nhỏ ha. Đó, mấy cây về chậu chín chậu mét á. Đó, chỉ cần hai người thôi. Hai người lắc nó qua là cái một mà xong á. Chậu nặng 300-400 ký không á. Cái chậu không mà nổi, cái chậu không thì đã nặng đâu đó, gần cả 100 ký rồi á. Cái chậu không á. Giờ người ta có lót đáy đó, người ta trồng cây bự khỏe ru á. Giờ mình thấy càng bự, mình thấy mình càng ham á. Trồng bự, tính ra mấy cây bự mà chúng ta trồng, chúng ta xử lý mà
ngon là nó trồng nó dễ dữ lắm á, nó mạnh dữ lắm mạnh. Còn lúc trước mình không có biết á, mình trồng á cây bự trồng nhiêu chết nhiêu trơn à. Đó, bởi vì ngán á, giờ đây cây càng bự trồng càng dễ á. Đó, cây bự anh em trồng anh em đổ đất vô cũng được đó. Ừ, chắc trồng á. Đó, trước trồng chậu 2 tấc 3 tấc nó còn bị hư á. Đó, giờ nhỏ xíu xíu á, đây nên chia sẻ anh em chậu này 2 tấc 2 thôi. Đó. Trồng phương pháp này á. Rồi 6 tấc, rồi 7 tấc. Đây, cái chậu thế này á, ép như thế này người ta nói ép chậu á. Đó, người ta không hiểu là sao á. Cây bự chảng vô chậu nhỏ xíu á, đất đầu ăn á. Đó, đúng luôn á. Đó, chúng ta khi nghĩ thì đúng á. Này cây này thấy anh em thấy ép ép chậu thì ép nha, tết bông vỏ ẹt à. Cái đợt bông đầu bông bự hay đợt bông sau á, cây này là cây tứ quý luôn á. Bông sau bông bằng ngón tay không à. Nhìn chán dữ lắm. Không có đủ đất ăn á. Đó, giờ chúng ta giải quyết là cho cây đủ đất ăn. Đó, đủ đất ăn thì cây nó mới bông nó mới bự, cây nó mới khỏe được á. Đó, như cây đó mà bị bệnh thai vô đó. Lót đáy luôn á, xử lý đá. Đó, mấy cái này thì mình mua cái đợt rồi ông bạn mình mua là ba giá là 3,5 triệu. Đợt mình mua thì nó nói sắc lên á, mình mua là 3,9 triệu á. Đó, cái này làm chắc chắn lắm, chịu lực cả tấn á. Đèn tay nẹp mấy cái sắt sắt 10 đây nè, cứng cáp dữ lắm. Đó, này do anh em thực tế á, này lúc trước mình đi hỏi người ta cũng không chỉ ra trong á. Đó, để cho anh em đừng có mắc vô cái tình trạng giống như mình á, dạng làm hiểm á. Hỏi cái này mua ở đâu, mua nhiêu tiền á, là mua trên thành phố á, 7-8 triệu vậy á. Làm gì chi á. Đó, trước mua bả lắp bả xà mà mua này á, nói chung này thì gấp thì xài cũng được, cái này mua có 2,5 triệu hay gì à. Mà sắt này nó nhỏ á, con sắt này nè nó bự chà bá luôn nè, chắc chắn á. Đó, nên là có làm cây lớn đâu đó, chơi cây lớn làm cây lớn đâu á, mua này đó, vậy chơi cây bự giờ hết ngán nặng ha. Đó, có xe nâng đâu. Đó, như thế này á. Đó, thực tế nè đó, bây giờ làm trồng thì cũng là trồng thì cũng trồng á. Đấy, trồng muốn bông cho nó đẹp á thì phải đủ đất ăn thì chậu phải bự đó, mà chậu bự á lại bị ôi nước. Chúng ta giải quyết từ cái kết quả mà chúng ta giải quyết, quay về cái cách làm á, từ cách làm mà vậy em ta làm bền hoài. Đó là phương pháp, gọi là phương pháp tổng hợp á, từ kết quả mà chúng ta dò ngược về cái cách làm ban đầu. Giống kiểu anh em nào sửa máy nó có sơ đồ á, sơ đồ anh em sửa tivi, em sửa mấy dàn máy, cắt máy gì đó, nó có sơ đồ đoán bệnh á. Thì cái này mình thấy trong kỹ thuật á, mình dân kỹ thuật mà dò lại thì nó cũng vậy thôi. Cây muốn bự, cây muốn tốt thì phải có đủ chắc ăn chậu phải bự. Chậu bự mà giờ tay chân là không nổi á. Đây có máy này nè, nó hỗ trợ á, có xe nâng đâu hỗ trợ á. Một cái cây nặng mấy trăm ký không á, có cái này á, đẩy lên cái sau mà có cái mỏ nè, chỉ còn hai người đây di chuyển cái máy chậu 300-400 ký á, khỏe ru á. Rồi mấy cái có cái này, cái tời á, mình cũng có giới thiệu anh em ở chỗ bán tời đâu á. Đó, nhẹ nhàng á, làm mấy cây bự giờ hết ngán rồi, càng bự cái chơi càng đã ha. Ui, mấy cây bự nó đã dữ lắm. Từ nhỏ này anh em làm á, bắt đầu năm nay là làm chậu 3 nè, cái năm sau anh em làm 4, làm 5, làm 6, làm 7, làm 8, anh em mua nuôi 10 năm nữa thì nó phải bự á. Từ cái chừng nhỏ á, nay là 3 ha, năm sau nữa 4, chừng chục năm nữa biết đâu thay ba chậu 8, chậu 9 không chừng á. Đó, anh em đồng hành với mình á, mấy cây này nè, chục năm nữa đó, thì giờ nó sống thì chục năm nữa thì có thôi đó, mỗi năm mỗi sống á. Ngon lành á. Đó, mùa mưa nè, mưa càng nhiều mình càng khoái á, mưa nhiều càng nhiều thì đỡ tưới á. Đó, nhưng mà mấy cây này á, mưa thì mưa chứ nó đâu có ướt bao nhiêu đâu ha, rõ nước ngon dữ lắm.
có lớp đá xanh ở dưới đó, rễ nó mạnh nữa. Mưa mưa không có nhầm nhò dưới trơn á. Lớp đá xanh thôi. Nó rẻ rề á, ở đâu cũng có đá xanh gạch đá đâu ở đâu cũng có hết trơn. Mấy cái Bình Định nè. Dưới đây lớp đá xanh không á. Mấy cây hoàng quyết long á, còn lớp đá xanh dưới nè. Đó. Hết ngán ha. Đó, nuôi chơi cây càng bự thì chơi nó càng đã. Lùm lùm lắm, cũng đá xanh dưới nè. Này thì này mút mút nè. Này cũng đá xanh dưới nè. Mấy cái họ hương á, đó, mứt rượt á. À, giờ cho anh em xem kết quả đi. Kết quả này chứ nói cách làm á. Đó, lúc trước nói cách làm mấy anh ấy. Ui lót gì nặng nề á. Đó, nhưng mà bây giờ á, đây. Lót như vậy thôi, rất là khỏe. Đó, nuôi rất là nhàn luôn á. Không. À, nuôi cây càng ngày càng lớn á. Đổ đất vô. Rất là nhàn á. Khỏe ru à. Nè, dần dần chuyển sang hết nè. Chuyển sang cái phương pháp mà mấy anh Sài Gòn anh chỉ á, lót đá xanh, đổ đất vô. Anh em nào xem mình á, đây tệ nhất á, nói chung là trồng mà hỏi mai sao trồng sao mà chết hoài, trồng sao không tốt á. Đó, tệ nhất thì cũng phải biết xử lý đá xanh ở dưới á. Đó, đã không xem thì thôi, xem rồi phải biết làm á. Nhiều khi mấy anh trình độ cao sao không biết mà nuôi thấy chết hoài á. Nuôi cây lớn không có tốt lành gì đâu á. Trình độ cao gì không biết á. Đó. Nuôi ép chậu á. Nó ép chậu thì nói chung là 1-2 năm đầu thôi cho nó để nó ra mạnh rồi. Đó thì muốn bông đạt cây mạnh thì phải nó chất trồng nó thì cái phần đất này nó phải nhiều quá chứ ít làm sao mà bông đạt được. Này, bông cả tháng trời luôn á. Cây thủ đức nè. Đó, mạnh ghê không? Em thấy không? Đó, gấp thời điểm này mới con 5 thôi. Đó, kéo nhựa mạnh ghê luôn ha. Thủ đức nè. Đó, Đa Phúc nè, có bỏ đất vô á. Kéo mạnh phà luôn á. Cây Phú Tân nè, có bỏ đất vô nè. Cái chọt á, bữa nay nè, khủng khiếp chưa. Mấy cái này thời điểm này à, 2 năm á, chọt nè. Kéo gần bích luôn á. Nè, từ mà kết quả ha. Đó, chúng ta nhìn nhận, chúng ta coi cách làm nào. Kết quả thế này thì cách làm chắc chắn là hiệu quả rồi á. Đó. Kết quả thế này nè, cách làm á. Chứ lên anh em lên đây nói cho dữ á, nói cho dữ dằn á, phân thuốc bà vẽ cho dữ dằn á. Đó, tới Tết bông gì đâu mà không có ra gì hết trơn á. Cây này nó mạnh mà lên xù luôn nè. Đổ đất vô á. Cái này thì mình cũng học của mấy anh chỉ thôi á, chứ có biết khỉ khô gì đâu á. Anh chỉ thì làm theo. Đó. Đó, coi kết quả người ta. Đó, rồi chúng ta bắt chước, chúng ta làm theo. Xù luôn ha. Quá dữ à. Đó, năm sau à, này chậu sáo á. Đây. Rồi tháng 5 tháng 6 nó già lá. Đó, thay qua chậu 8 luôn á. Thay qua chậu 8 tấc luôn. Hiện tại thì cái tàn nó quá nhiều rồi. Chậu 8 luôn á. Hết sợ rồi. Chậu 8 tấc á. Chơi cây càng bự thì càng đã. Cái gì chúng ta nuôi mấy cây nhỏ nhỏ nè, nuôi mỗi năm sang chậu hoài á. Cứ giữ phương pháp mà xử lý đáy ngon lành. Đó, cây nó càng ngày nó càng lớn á. Phương pháp này rất là dễ á.
kia lên nói hoài mấy anh ấy, chuyện nít nó cũng biết á, nít cũng biết mà nói hoài mà không chịu làm theo á. Cây này thọ hương á, hổng trời bữa nay nè, ra lá trần á. Anh em đồng hành với mình á thì nuôi được thôi đó, con nhiều chỉ hết á. Thọ hương nữa nè, có bông nữa nè, thấy không? Thọ hương là nuôi khéo 5 bông 2 lần á, nay mới có tháng hai á, tháng 3 âm lịch nè, mày hồi Tết nó ra đọt nè, nó kéo nụ giờ nó ra bông nè, dữ dội không? Bông nè, bông nè. Đó, thọ hương á, mùa mưa rồi á, đó. Bắt đầu mùa mưa rồi. Đó, xử lý đáy á, đó. Mùa khô thì nói chung là sao cũng được, bắt đầu hơn nhau là ở chỗ ví dụ mùa mưa này nè. Đó, cây nó phát mùa mưa á, chứ mà mùa mưa mà cây nó đứng sừng á, đó, đứng nó đứng sừng mà nó vàng lá chừng tháng là Tết là không có cây chơi luôn á. Rễ mạnh thì chắc trồng nó ráo nước á, đi chang như môi trường ở dưới đất thôi. Anh em trồng sầm riêng, anh em trồng chôm chôm đâu á, nó hoài á. Kết quả nè, kết quả đó. Coi kết quả đi rồi nói chuyện á. Bất cứ đối tượng nào cũng làm được á. Đây, nếu anh em mà có điều kiện á, đó, có kinh tế dư dả thì anh em muốn mua mấy cây mà mình làm sẵn thế này á, về mà cứ mà nuôi vậy thôi á, cũng là phương pháp của mình đó, nuôi tàn lớn chúng ta sang chỗ bự hơn, xử lý đáy làm lại. Còn anh em không có điều kiện á, đó thì mua cây nhỏ anh em nuôi lên thì cũng vậy thôi á, nuôi nhỏ lên là cũng phải có phương pháp mà xử lý chất trồng, xử lý đáy đâu á, ngon lành. Thì cây này thì anh em mua cây nhỏ anh em nuôi 4-5 năm sao được cây này á, nó còn có điều kiện thì người ta khỏi mắc 4-5 năm sao cũng được á. Biết sao nó vừa cái kinh tế á, mở mang niềm vui á, mà được rồi, vừa kinh tế nó vừa, nói chung vừa thỏa mãn giá trị tinh thần mà kinh tế nó cũng đảm bảo á, đó thì nó mới trọn vẹn á. Chứ mê mà coi kênh mình thì biết nuôi á, đó, nhưng mà ở nhà tiền bạc dư giả không có á, đó thì muốn chơi vui thì ít thôi, hoặc là tự bứng tự trồng á, tiết kiệm á. Cỡ nào mình làm được trơn á, nhỏ nè, đó, mấy hàng cây phôi nè, thực tế nè, không có rễ luôn á. Đó, anh em nào mà dạng mua cây phôi gần mấy anh mua cây phôi gần nha, chết rất là nhiều á, cây 1 triệu 100 cây chết cả 100 triệu á, đó, bán đâu không thấy á, mua phôi á trên mạng ta bán đâu mấy chục ngàn, cái lô này xuất bán đâu cả ngàn cây, cả chục ngàn cây á, nó số tiền rất là lớn luôn á, nó mà làm chết á. Mùa mưa giới thiệu anh em á, đây cái vụ mà nặng nề đây, khỏi lo á. Cái này thì ở bên chỗ cây lậy Tiền Giang á, đó, nhiều em anh em mua ở thành phố này kia đâu á, đó thì có thể nhiều khi người ta cũng có xe gửi á, còn cái này thì nó gần nhà mình á, cách nhà mình đâu đó có 7-8 cây, 10 cây vậy nè, mấy anh em làm kiển chung á, đó tham khảo á. Nhẹ nhàng rồi, kết video thì mà anh em xem lại những cái hình mẫu á, đó ta trồng cây càng bự chơi nó càng đã nè, ta chơi hoài á.
Rồi, xin chào. Thank you.
Thank you.